Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình thời sự đặc biệt sáng nay, thứ hai, mùng 5 tháng 3, kéo dài 90 phút. Mời các bạn nghe toàn văn lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, hãy phát huy truyền thống riêng hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người.